Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay 25 tháng 8 năm 2021 Lê Đinh xin cập nhật với quý vị về tấm check kích thích kinh tế 600 đô la số 2 của tiểu bang California Ai sẽ là người đủ điều kiện để nhận 600 đô la số 2 của tiểu bang California Cách xem trong hồ sơ khai thuế để tự biết mình đủ điều kiện về thu nhập hay không Nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ nhận tiền bằng cách nào và lịch gửi cụ thể theo thông báo của sở thuế tiểu bang Trước tiên, Lê Đinh xin được chia sẻ với quý vị ai là người đủ điều kiện để nhận 600 đô la số 2 của tiểu bang California. Quý vị thân mến, để đủ điều kiện nhận được 600 đô la kích thích kinh tế số 2 của tiểu bang California, quý vị cần phải có những điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là quý vị phải khai thuế năm 2020 trước ngày 15 tháng 10 năm 2021. Điều kiện thứ hai, quý vị phải có tổng thu nhập đã được điều chỉnh hay còn gọi là AGI. Trong giấy khai thuế năm 2020 của tiểu bang California phải là từ 1 đô la đến 75.000 đô la. Vậy làm sao quý vị có thể biết tổng thu nhập đã được điều chỉnh trong năm 2020 của quý vị là bao nhiêu? Nếu quý vị khai thuế ở một văn phòng thuế vụ, sau khi khai thuế xong thì người nhân viên khai thuế đưa cho quý vị một số hồ sơ đem về. Trong những hồ sơ đó sẽ có mẫu 540 đó là mẫu khai thuế của tiểu bang California. Còn nếu quý vị tự khai thuế ở nhà qua các phần mềm khai thuế, quý vị cũng sẽ in ra được hoặc là xem được mẫu 540 sau khi quý vị hoàn tất việc khai thuế của mình. Đây là mẫu 540 mà quý vị cần tìm trong hồ sơ khai thuế của mình. Quý vị nhìn vào góc phải sẽ thấy chữ form 540. Ở góc trái quý vị sẽ thấy năm khai thuế. Trong ví dụ này, năm khai thuế là 2017 nhưng quý vị phải tìm mẫu năm 40 của năm khai thuế là 2020. Sau khi có mẫu năm 40, quý vị hãy dò xuống hàng số 17 và nhìn vào ô số tiền ở bên phải. Nếu quý vị thấy ô bên phải, trong ví dụ này là ô được tô màu vàng đó quý vị. Nếu trong ô màu vàng đó có số tiền từ 1 đô la đến 75.000 đô la, thì quý vị đủ được một trong những điều kiện để được nhận 600 đô la số 2 của tiểu bang California Nếu quý vị không có mẫu 540 Mà lại có mẫu 540-2-EZ Thì quý vị hãy xem ô bên phải của hàng số 16 Nếu ở ô đó có số tiền từ 1 đô la đến 75.000 đô la Tức là quý vị đủ được một trong những điều kiện Để có 600 đô la số 2 của tiểu bang California đây là hình của mẫu 5402 easy. Quý vị thấy số 5402 easy ở góc phải, còn góc trái là năm khai thuế 2020. Nếu quý vị có mẫu khai thuế này thì quý vị hãy nhìn xuống ô bên phải hàng số 16. Nếu ô đó có tiền thì nếu quý vị thấy số tiền trong ô đó từ 1 đô la đến 75.000 đô la, tức là quý vị đủ được một điều kiện để có thể nhận được 600 đô la số 2 của tiểu bang California. Điều kiện thứ ba, quý vị có thu nhập từ việc làm từ 0 đô la đến 75.000 đô la trong năm khai thuế 2020. Điều này có nghĩa là cho dù trong năm 2020, thu nhập từ việc làm của quý vị hay tiếng Anh còn gọi là wages là 0 đô la thì quý vị vẫn có thể đủ điều kiện để có 600 đô la số 2 của tiểu bang California. Miễn sao tổng thu nhập đã được điều chỉnh tức là AGI trong hồ sơ thuế năm 2020 của quý vị là 1 đô la đến 75.000 đô la Khi nghe đến đây chắc chắn quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng nếu thu nhập từ việc làm hay còn gọi là wages là 0 đô la thì làm sao có AGI từ 1 đô la đến 75.000 đô la được Lê Đinh cũng đã từng đặt câu hỏi như vậy và sau khi tìm hiểu Lê Đinh đã có được câu trả lời. Đó là cho dù quý vị không có thu nhập từ việc làm, nhưng quý vị có những nguồn thu nhập khác và những nguồn thu nhập đó được sở thuế của tiểu bang California tính vào trong AGI của quý vị. Và đây là danh sách những nguồn thu nhập được tính vào AGI của quý vị trong năm khai thuế 2020. Nguồn thứ nhất là tiền lương và thu nhập từ những công việc tự do của quý vị. Nguồn thứ hai là tiền tips, Nguồn thứ ba là tiền lời. Thí dụ như quý vị có những savings account và quý vị có tiền lời trong savings account. Cho dù số tiền lời trong năm 2020 của quý vị chỉ là một đô la, quý vị vẫn đủ được một điều kiện để có thể nhận được 600 đô la số 2 của tiểu bang California. Nguồn thu nhập thứ tư có thể được tính vào AGI là các dividend. Tiếp theo là thu nhập từ những nguồn cho thuê thu nhập từ những quỹ hưu trí, thí dụ như các quỹ IRA hoặc là 401k, tiền pension. Và cuối cùng là nguồn thu nhập từ việc quý vị bán tài sản. Nếu số tiền AGI từ các nguồn thu nhập đó cộng lại là từ 1 đô la đến dưới 75.000 đô la, quý vị đủ một trong những điều kiện để nhận 600 đô la số 2 của tiểu bang California. Ngoài điều kiện về thu nhập, quý vị phải là cư dân ở tiểu bang California hơn nửa năm trong năm khai thuế 2020. Và quý vị cũng phải là cư dân ở tiểu bang California vào ngày mà số tiền 600 đô la được phát hành hay là được gửi đến cho quý vị. Một điều kiện cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, đó là quý vị không thể là người phụ thuộc trong hồ sơ khai thuế của một người nào khác. Nếu quý vị hội đủ những điều kiện mà Lê Đinh vừa mới nêu trên, quý vị sẽ được nhận 600 đô la số 2 của tiểu bang California. Tiếp theo, Lê Đinh xin chia sẻ với quý vị, nếu quý vị đủ điều kiện, thì quý vị sẽ nhận được số tiền này bằng cách nào? Qua Direct Deposit hoặc hay là ngân phiếu được gửi qua đường bưu điện. Theo thông tin từ trang nhà của Sở Thuế tiểu bang California, nếu quý vị đủ điều kiện, quý vị sẽ nhận được số tiền này hoặc là Direct Deposit hoặc là bằng những ngân phiếu gửi qua đường bưu điện. Thông thường, số tiền này sẽ gửi theo cách mà quý vị đã chọn để nhận tiền hoàn thuế của mình khi quý vị khai thuế với tiểu bang. Nếu quý vị chọn nhận tiền hoàn thuế bằng direct deposit thì 600 đô la này cũng sẽ được direct deposit. Nếu thông thường quý vị chọn cách gửi tiền hoàn thuế qua đường bưu điện thì check 600 đô la này cũng sẽ được gửi qua đường bưu điện cho quý vị. Có một điều quan trọng mà sở thuế tiểu bang California cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần là quý vị hãy nhớ khai thuế năm 2020 bởi vì có khai thuế năm 2020 thì quý vị mới có cơ hội để nhận 600 đô la nếu như quý vị đủ điều kiện. Khi nào những quý vị đủ điều kiện sẽ nhận được số tiền này? Sở thuế cho biết Đa số những quý vị nhận tiền hoàn thuế bằng dạng Direct Deposit 600 đô la số 2 sẽ được bắt đầu gửi đến quý vị trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021. Nhưng nếu quý vị khai thuế sau ngày 20 tháng 8 năm 2021, quý vị phải chờ 45 ngày sau khi hồ sơ khai thuế của quý vị đã được xem xét và cũng có một vài hồ sơ khác có thể sẽ phải đợi lâu hơn. Để bảo đảm hồ sơ thuế của quý vị được xem xét một cách hoàn chỉnh và chính xác. Trường hợp quý vị nhận 600 đô la bằng ngân phiếu gửi qua đường bưu điện, quý vị sẽ nhận được tiền theo thứ tự ba số cuối của zip code, tức là ba số cuối của mã số bưu điện căn cứ vào hồ sơ khai thuế năm 2020 của quý vị. Nếu ba số cuối mã số bưu điện của quý vị là 001 đến 065 Ngày gửi 600 đô la sẽ là ngày 4 tháng 10 năm 2021 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021. Thí dụ như các zip code ở vùng Los Angeles 90001 hay là ở San Diego 92010. Nếu ba số cuối zip code nơi quý vị cư ngụ là 066 đến 221, quý vị sẽ được nhận 600 đô la từ ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến ngày 5 tháng 11 năm 2021. Thí dụ như mã số vùng 93066 ở quận hạt Ventura hay là 95210 thuộc quận hạt San Joaquin. Nếu ba số cuối mã số bưu điện nơi quý vị cư ngụ là 222 đến 302, quý vị sẽ nhận 600 đô la từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 năm 2021 chẳng hạn như zip code 94232 ở Sacramento. Nếu quý vị ở zip code này, quý vị sẽ nhận được 65 đô la số 2. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 19 tháng 11 năm 2021. Nếu nơi quý vị ở có mã số bưu điện tận cùng bằng 303 đến 543, quý vị sẽ nhận được 600 đô la số 2 từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2021. Tiếp theo, những vùng có mã số bưu điện tận cùng bằng 544 đến 709 sẽ nhận được 600 đô la từ ngày 29 tháng 11 năm 2021 đến ngày 17 tháng 12 năm 2021. Và cuối cùng là những vùng có mã số bưu điện tận cùng là 710 đến 998 sẽ nhận được 600 đô la số 2 của tiểu bang California từ ngày 13 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Quý vị thân mến, và đó là lịch gửi chung của 600 đô la số 2 tiểu bang California đến cho những quý vị đủ điều kiện. Tuy nhiên, Sở Thuế cũng cho biết nếu quý vị khai thuế trễ và ngày mà hồ sơ của quý vị được xem xét là sau ngày 600 đô la đã được lên lịch gửi đến mã số vùng nơi quý vị đang cư ngụ. Quý vị sẽ không nhận được 600 đô la với những người đủ điều kiện sống trong cùng một khu vực với quý vị. Mà quý vị phải chờ 60 ngày sau khi hồ sơ thuế của quý vị được tiến hành xem xét. Và cũng sẽ có một số hồ sơ khác phải chờ đợi lâu hơn để bảo đảm sự xem xét được chính xác và hoàn chỉnh. Quý vị thân mến, và đó là những gì mà lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay lê Đinh hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị lê Đinh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thêm nhiều video hữu ích khác trong thời gian sắp tới cho nên nếu như đây là lần đầu tiên quý vị đến với lê đình vlogs usa xin quý vị hãy nhấn nút subscribe và nhấn nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi lê Đinh có video mới Quý vị chỉ cần nhấn nút subscribe và nút chuông một lần duy nhất mà thôi. Lê Đinh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.